맛있겠죠? Ăn rồi hả? Ăn rồi. Ở Việt Nam rất là bình thường á. Bình thường á. Ở đây nhiều lắm. Ờ, nhiều lắm mà. Ở Hàn Quốc thì không bán những cái thịt này. Mà ở Việt Nam thì rất là bình thường. Xin chào, mình là Trung Lạc của Hàn Quốc Pro. Chào cô. Cô ở đây chưa mổ à? Có rồi. Có rồi à? Có rồi à? Ok ok. Cô ơi, ở đây có bán cái tà điểu, cá sấu, niếm. Niếm này ngon không ạ? Ngon. Mấy giờ là nhiều khách hàng nhất ạ? bảy giờ tối oh. Cô ơi có mưa rồi. Dạ vừa ướt vừa ăn cũng được. 제가 사실 요즘에 틱톡에서 라이브 스트림을 하고 있어요. 이 홈과 라이브 스트림 맞고 못 인어의 한국 그 한국 분께서 그 베트남에 여행을 왔는데 너무 좋아서 이제 베트남어를 배우기 시작했대요. 근데 이제 저희 채널을 알고 이제 저희 채널을 구독해서 틱톡 라이브에 와주신 거예요. 그래서 이야기를 나눴는데 저는 그렇게 저희 채널을 좋아해 주시는 걸 보고 너무 감사했어요. 그리고 또 되게 많은 분들이랑 대화를 해요, 제가. 그리고 가끔씩 제가 외국인인 줄 착각하시는 분들도 되게 많아요. 제가 생각했을 때는 저희 아버지가 젊으셨을 때 그 필리핀 사람 닮았다는 말을 되게 많이 들으셨대요. 그래서 아마 저도 좀 그런 소리를 많이 듣지 않을까라는 생각을 합니다. 자와잉! 자와잉! 이렇게 많은 분들이 알아봐 주시니까 항상 감사합니다. 감언 깍 봤냐? 야! 야, 김미류! 김미류라서? 네, 너무 좋아요. 엠당 꼭 안 김띠노! 네, 감언하잉! 그 여기가 호치민에서 되게 유명한 식당이래요. 왜냐면 가격도 저렴하고 음식도 너무 맛있어서 뭐 퀄리티가 좋다고 하네요. 가성비가 좋은 식당이다. 가이 증과 나디우 티꺼 한국꺼. 근데 고기는 한 번도 먹어본 적이 없습니다. 오늘 한번 먹어보도록 하겠습니다. 야, 가만 고. Cô ơi, cho con hỏi là cái này là nếm điểu. Điểu. Còn thiếu cá sấu. Cá sấu, dạ đúng rồi. Cảm ơn cô. Rồi, 분위기 있네. Cái này giống như là 이거 그 뭐야? 일식집 그런 이자카야 이런 느낌? 마, cái này còn còn sâu hả? 왜 잘 되는지 알겠네. Bây giờ mới hiểu tại sao ở đây rất là nổi tiếng nhỉ? Có bầu không khí nhỉ? 여기는 한국 분들도 진짜 좋아하겠다. 만약에 외국인 친구들이랑 이렇게 오면은 진짜 좋아할 것 같아요. 카넬라, 이거는 타족. 와. 띠에클라 못 민토냐? 혼자 와서 좀 조금 외롭긴 한데 오늘 하루 어땠어? 힘들었겠다. 고기 하나 먹어. 이봐이다. 남자는 말이죠. 고기를 잘 구워야 돼요. 여기는 근데 다음에 우리 그 형이랑 동린이 형이랑 와도 좋을 것 같아요. 약간 이자카야. 그 동린이 형이 사실 이자카야 진짜 좋아하거든요. 쌉소물. 다 됐다, 다 됐다. 자, 타조 고기 먹어보겠습니다. 맛있겠죠? 카넬라. 그 레몬그라스 너무 싸. 레몬그라스 냄새가 있어서 고소하고. 사실 레몬그라스는 한국에 거의 없어요. 한국인들한테는 조금 좀 새로운 맛? 그리고 육즙이 굉장해요. 육즙이 굉장하고 고기를 잘 구워서 그런지 너무 맛있네요. 자, 소스랑 한번 먹어보겠습니다. 먹어봐. 안 뜨지? 자.
Cái này sau đó sẽ dùng đũa. Không sốt là ngon, bởi vì cái này có vị rồi, không phải là thịt thôi. Có xả nhỉ, có me nhỉ. Thì ăn thịt thôi cũng ngon. Ý sốt xanh ở Hàn Quốc không có. Hương vị này cũng không có ăn. Dạ. Nấu chính xác luôn ý. Ồ, hôm nay Dùm Lắc mới biết khả năng của Dùm Lắc nấu nướng rồi. Yes. 진짜로 여기가 왜 유명한지 이제 알겠어요. 가격 괜찮지? 분위기 있지? 여기서 딱 술, 소주, 할라 맥주. 그래, 한국에도 이런 데가 있어요. 한국 군권 영 좋은 이 날. 땐 라 압구정. 오, 어도 건선 유고가이 뎁. 뭐, 건짜이 뎁짜이. 능젠 등유 날. 저도 헌팅. 더 슬로우니? 허이 소디엔 트와이, 사우더. 데카사. 하! 너희 성관화 내려. 이거는 사슴고기입니다. 와, 맛있겠다. 그 고기를 맛있게 먹을 수 있는 방법. 자, 듣능 디 화이 저더이 광모풋 디세 응원헌 엠비사홈 벌비 카이 벤좀 디 쥬어진 mà để ở ngoài một phút thì vừa nóng vừa ấm và vừa cái nước thịt sẽ hiểu không? Cái dục chim này nó cứ phơi ra cái thế này. Cái này. À, 여기는 진짜 같이 먹어야 된다. 어디 이렇게 접수 떠 이 뭐이 하얀 나 또 한. Cái này là con nếm mà hương vị giống như thịt cá hơn nhỉ. Cái này là giống như thịt heo. Cái này là giống như thịt cá. Thịt nếm thì hợp với sốt này hơn. 타조고기는 약간 지방이 없는 느낌이고요. 이 사슴고기는 좀 더 지방이 있는. 또이바이 좀락 thì cái con điểu là ngon hơn. Sốt sắc luôn. Nổi tiếng làm luôn không? Lâu rồi, chị ăn lâu rồi. Ở đây á, từ khi có chồng. Chưa có chồng. Bây giờ là chặt bà nội rồi. Mà chị ơi, nhìn thấy rất trẻ luôn. Còn giống như là 38 tuổi à? 35 tuổi à? Em ăn gì nữa không chị? Chị ơi, cô ơi, cho em tất cả luôn đi. Cảm ơn chị. Rất hợp. Thực sự rất ngon luôn ý. Ồ, cái này là cá sấu. Không. 사실 악어고기는 저 한국에서 안 팔죠. 베트남에는 악어가 진짜 많아요. 진짜로 많고. 한국 분들이 보고 계시다면 여기로 한번 와 보세요. 안녕. 앙트 님 쥐어. 님. 님. 앙트 쥐어. 한국아이. 앙조요. 어, 베트남 사람 보통아? Bình thường á. Ở đây nhiều lắm. Ờ, nhiều lắm mà. Quán ở đây thì mình ăn cũng lâu rồi nha mọi người. Nhưng mà thật sự là quán ở đây ăn rất là ngon. Ừ, chào ăn thử nha. Dạ, này là lần mình không nhớ lần thứ mấy nữa nhưng mà thịt đại điểu thì ăn rất là ngon. Dai hơn thịt gà. Ngon nha. Cảm ơn em nhiều. Ủa, nhưng mà thực sự hơi bất ngờ là ở Hàn Quốc thì không bán những cái thịt này. Mà ở Việt Nam thì rất là bình thường. Cái này là vị nhiều nhất và dài nhất, chắc là vì cá sấu nhiều cơ bắp nhất nhỉ. Cái này cá sấu là hợp với sốt này nhất. Mà ở đây chỉ hơi tiếc là nhiều mồ hôi thôi nhá. Mà món ăn thì thực sự xuất sắc. Và đối với Dùm Lắc thì điểu, đà điểu là ngon nhất. Thứ hai là cá sấu vì nhiều hương vị nhất. Thứ ba là nếm, bởi vì nếm thì hơi béo
Nếu mà các bạn thích béo thì chắc chắn cái này là số 1 nhé. Cái này là hương vị của dùm lát thôi. Ok, thì ăn sớm sau đó về thôi. Và thực sự dùm lát rất là hài lòng thì sẽ quay lại với khách hàng, khách mời Hàn Quốc luôn ý. Bởi vì ở đây cảm thấy giá rất là hợp lý và món ăn ngon, chắc chắn những người Hàn Quốc sẽ thích. Các bạn hãy xem reaction của người Hàn Quốc nha.